Câu chuyện nội tâm. Quà tặng tình yêu. Ngày 8 tháng 3, người vợ có mái tóc dài bảo chồng tặng một chiếc lược. Người chồng xin lỗi và từ chối vợ. Ông nói mình còn không có đủ tiền để sửa dây đồng hồ đeo tay bị hỏng. Người vợ nghe vậy và không nói gì thêm. Hôm sau, người chồng đi làm. Ông qua tiệm đồng hồ và bán chiếc đồng hồ của mình với giá rẻ, đi mua chiếc lược mới cho vợ. Buổi tối, ông vui vẻ ngồi đợi vợ ở nhà với chiếc lược mới trên tay. Rồi vợ ông cũng về. Ông vô cùng sửng sốt khi thấy vợ xuất hiện với một mái tóc ngắn. Thì ra, bà đã bán mái tóc của mình đi để mua cho ông chiếc đồng hồ mới. Hai vợ chồng chạy lại ôm nhau, những giọt nước mắt rơi trên má họ. Không phải vì những việc họ làm là vô ích, mà vì tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau. Bài học. Qua câu chuyện có thể thấy được hai vợ chồng tuy rằng chẳng ai nói ra nhưng luôn dành cho nhau sự thấu hiểu, tình yêu thương tuyệt đối. Cho dù hai người họ vô cùng nghèo khó, nhưng họ đã dành chính sự nghèo khó ấy để vun đắp lên tình yêu của vợ chồng. Họ chấp nhận bản thân mình chịu thiệt để cho đối phương có đầy đủ hơn. Chồng thì hy sinh chiếc đồng hồ, vợ lại hy sinh đi mái tóc. Thế mới biết tình yêu của con người mới thiêng liêng, vĩ đại như thế nào. Một tình yêu không cần thiết phải nói ra, nhưng việc mình làm, chỉ âm thầm làm những việc đó, thật đáng khâm phục.